Cô chào tất cả các em. Các em đã biết so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số, biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự, biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số cùng tử số rồi. Bây giờ chúng ta củng cố lại kiến thức qua bài ôn tập so sánh hai phân số nhé. Để củng cố lại những gì vừa học, bây giờ chúng ta sang phần bài tập. Bài 1, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Các em thấy hai bài tập bên trái màn hình là so sánh hai phân số có cùng mẫu số thì chúng ta so sánh hai tử số. Còn hai bài tập bên phải màn hình thì so sánh hai phân số khác mẫu số. Ta quy đồng mẫu số sau đó chúng ta mới so sánh. Các em đã nắm được cách làm bài rồi thì bây giờ các em hãy tạm dừng video và lấy vở ra làm bài. Sau khi làm xong, các em nhớ mở video lên và để kiểm tra kết quả. Bây giờ cô mời các em cùng kiểm tra kết quả. Hai bài tập bên trái màn hình, ta chỉ việc so sánh hai tử số của hai phân số. 4 phần 11 bé hơn 6 phần 11, 15 phần 17 lớn hơn 10 phần 17. Với bài 6 phần 7 và 12 phần 14 này, ta có thể quy đồng mẫu số phân số 6 phần 7 để có cùng mẫu số với phân số thứ hai. Sau đó chúng ta so sánh hai phân số. Hoặc ta rút gọn phân số 12 phần 14 để có cùng mẫu số với phân số thứ nhất, rồi so sánh hai phân số. Từ đó chúng ta biết được kết quả 6 phần 7 bằng 12 phần 14. Qua bài tập này, cô cũng lưu ý với các em, không phải bài nào ta cũng rút gọn phân số được, tùy theo bài. Với bài 2 phần 3 và 3 phần 4 này, thì chỉ có một cách là quy đồng mẫu số. Phân số 2 phần 3 quy đồng được 8 phần 12. Phân số 3 phần 4 quy đồng được 9 phần 12. Vậy, phân số 2 phần 3 bé hơn phân số 3 phần 4. Qua bài tập 1, khi ta so sánh hai phân số có cùng mẫu số, thì phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số bằng nhau. Còn khi muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của chúng. Bài 2 viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Để làm được bài này, chúng ta cũng phải so sánh các phân số này để xem phân số nào lớn hơn, phân số nào bé hơn. Với câu A và câu B, các phân số đều khác mẫu số. Để làm nhanh hơn thì chúng ta xác định mẫu số chung. Các em đã nắm cách làm bài của bài này rồi, các em hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, cô mời các em mở video để kiểm tra kết quả. Câu A, chúng ta thấy phân số 8 phần 9 quy đồng được 16 phần 18. Phân số 5 phần 6 quy đồng được 15 phần 18 và giữ nguyên phân số 17 phần 18. Từ đó ta thấy được ba phân số này có cùng mẫu số là 18. Rồi ta sắp xếp lại từ bé đến lớn dựa vào tử số. Ta sắp xếp các phân số từ bé đến lớn như sau: 5 phần 6, 8 phần 9, 17 phần 18. Câu B, xét thấy 1 phần 2, 3 phần 4, 5 phần 8. 8 có thể là mẫu số chung được, vì 8 chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất và chia hết cho mẫu số của phân số thứ hai. Phân số 1 phần 2 quy đồng được 4 phần 8. Phân số 3 phần 4 quy đồng được 6 phần 8. Giữ nguyên phân số 5 phần 8. Ta xếp các phân số này theo thứ tự từ bé đến lớn là 1 phần 2, 5 phần 8, 3 phần 4. Bài 3, phân số nào lớn hơn? Để biết được phân số nào lớn hơn, ta thực hiện so sánh hai phân số.
Với câu A và B này, ta quy đồng mẫu số rồi so sánh. Còn câu C thì ta so sánh qua đơn vị. Bây giờ các em tạm dừng video để làm bài. Cô và các em cùng kiểm tra kết quả. Câu A, hai phân số này không cùng tử số và mẫu số. Vì thế ta quy đồng mẫu số. Phân số 3/4 quy đồng được 21/28. Phân số 5/7 quy đồng được 20/28. Vậy phân số 3/4 lớn hơn phân số 5/7. Câu B, phân số 2/7 quy đồng được 18/63. Phân số 4/9 quy đồng được 28/63. So sánh hai phân số, ta thấy phân số 2/7 bé hơn phân số 4/9. Câu C, phân số 5/8 có tử số bé hơn mẫu số, nên phân số 5/8 bé hơn 1. Còn phân số 8/5 tử số lớn hơn mẫu số, nên phân số 8/5 lớn hơn 1. Từ đây ta kết luận phân số 5/8 bé hơn phân số 8/5. Chúng ta sang tiết 4, ôn tập so sánh hai phân số. Với yêu cầu của bài 1 là so sánh phân số với 1. Để làm được bài này, chúng ta hãy nhớ lại quy tắc so sánh phân số với 1. Các em hãy làm bài vào vở, sau đó chúng ta cùng sửa bài tập này. Cách so sánh phân số với 1 thì ta so sánh hai thành phần, tử số và mẫu số. Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Phân số 3/5 bé hơn 1. Phân số nào có tử số mẫu số bằng nhau thì bằng 1. Phân số 2/2 bằng 1. Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Phân số 9/4 lớn hơn 1. 1 lớn hơn 7/8. Từ đó có thể rút ra được những đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 bằng 1. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. Bài 2. So sánh các phân số. Với các phân số này có cùng tử số, để biết được phân số nào lớn hơn phân số nào, ta cần dựa vào quy tắc so sánh hai phân số có cùng tử số. Bây giờ các em tạm dừng video để làm bài vào vở. Cô và các em cùng kiểm tra kết quả. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Phân số 2/5 lớn hơn phân số 2/7. Từ đó ta suy ngược lại. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số 5/9 bé hơn phân số 5/6. Phân số 11/2 lớn hơn phân số 11/3. Từ đây ta rút ra được quy tắc về so sánh hai phân số có cùng tử số. Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Bài 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn? Để trả lời được bài toán ai được mẹ cho nhiều quýt hơn thì chúng ta cũng phải làm một việc là so sánh số quýt của hai chị em. Đây là số quýt của hai chị em có hai phân số khác tử số và mẫu số. Ta phải vận dụng cách so sánh, đó là quy đồng mẫu số. Sau khi ta quy đồng rồi thì ta so sánh xem ai nhiều quýt hơn. Bây giờ các em tạm dừng video để làm bài. Cô và các em cùng kiểm tra kết quả. Sau khi các em đã quy đồng số quả quýt của chị và em rồi thì chúng ta thấy được mẹ cho chị 1/3 số quýt tương ứng với 5/15 số quýt. Mẹ cho em 2/5 số quýt tương ứng với 6/15 số quýt. Mà 6/15 lớn hơn 5/15,
nên 2 phần 5 lớn hơn 1 phần 3. Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn. Các em vừa ôn tập xong giảng toán so sánh hai phân số. Cô dặn dò với các em như sau: chuẩn bị bài phân số thập phân. Cô chúc các em vui vẻ, mạnh khỏe. Cô chào tất cả các em.